Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ thẩm du với khẩu 3Z Royza Dragon trong chế độ sử dụng bài. Vâng, chế độ này mà nó mà bút chính xác ấy thì cứ một viên một bé thôi. Định mệnh, chúng mày tính thác loạn ở đây à? Úi dồi ôi, thảm cảnh xảy ra và đứa bé ra đời. Cái thì mày té đi, đúng rồi. Vâng, cháy đâu ấy. Úi dồi ôi, cái phòng này toàn rung non vậy. Úi dồi ôi, mút chùn chút, thơm thế. Ơ kìa, lầy thì chạy, á à, vẫn chưa chết. Thằng này nhây nhè, lầy thì nhây lầy. Úi dồi ôi, 5.000 đam, máu nào nó chịu cho được cái khẩu 3Z này. Úi dồi, đã thế. Còn thích nhất là cầm 3Z mà vẫy thôi, sướng cực. Úi dồi ôi, cứ một viên thế này thì làm sao người ta sống nổi. Lầy, ui trời, đã thế. Mà công nhận cầm 3Z đứng trên cao mà dã xuống thì nhất rồi. Anh Tơ đã bắt đầu ngửi thấy mùi của Ân rồi. Vâng, mình nghĩ là không còn đứng được lâu rồi, chạy thôi. Té thôi, không đủ làm cái gì. Ui dồi ôi, bạn giống non làm cái gì vậy? Cái gì đấy? Đi không nhìn trước nhìn sau à? Ok, gì đấy anh Tơ, u rồi, đừng qua đây, đừng qua đây, chạy 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 chạy, rồi định mệnh thằng Tơ không lên được, đùa, mà quả đấy bút giáp rồi mà vẫn không lên được, vô lý, u rồi, chạy thôi, đen cho bạn rồi, u rồi một phát, vâng đau thế, đau thế, ui từ từ bạn ơi. Làm gì căng vậy? Cái định mệnh nó nữa. Úi dồi ôi, không mút kill được rồi. Sao đường nào nó cũng có zombie thế này. Úi dồi ôi, cuộc đời chỉ chạy với lại chạy thôi. Ok, mút tiếp nào. Ôi hết giờ rồi, trời ơi, mới có được 55 kill à, cứ một viên một con thôi, đã VL. Vâng, đáng tiếc, quả đấy đáng nhẽ mình nên đứng lại chơi luôn đi, phí quá. Vâng, khó khăn lắm nó mới bút được trâu như vậy, không phải trận nào nó cũng bút được đam to như vậy đâu, lâu lâu nó mới bút được như thế thôi, rất là sướng nhá, cứ một viên một bé thôi, đéo cần nói nhiều, sướng thật. Rồi, trận này nó lại lên thẩm du hết rồi. Cạn lời. Úi dồi ôi, bọn này nó mút hết. Đéo có gì để mà ăn. Cái định mệnh nó luôn. Của chúng mày tất đấy. Vâng, nó cầm khẩu lục thôi, nó cũng cãi được hàng. Cạn lời. Úi dồi ôi, bọn này nó nhanh tay thế. Rồi trận này ít zombie rồi. Ý, làm gì cơ? Này thì núp lừa tình này. Vâng, quá ít zombie nên chúng ta sẽ nghịch ngu nhá, cho nó vui. Úi dồi ôi, bên này. Úi dồi ôi, anh Tơ bất lực trước những nòng súng cay nghiệt của anh em trong phòng. Vẫn ghét nhau thì nói một tiếng, có cần hành nó đến thế không vậy? Thoát đi bạn Tơ ơi, sống thế khổ lắm. Úi dồi ôi, trận này không mút được nhiều kill nhưng bọn kia bị hành gắt quá. Ao bà nó cho nó nhanh. Gì đấy, móc lốp à? Úi dồi ôi, còn khuya. Lầy đi móc này. Lầy đi, ơ kiếm. Cái định mệnh tầng 3Z đứng đâu ấy? Này, ô kìa, sau lưng này. Không đi móc gì kỳ vậy? Móc thế người ta chửi cho đấy. Và ai xoài miễn dịch à? Đùa. Này thì miễn dịch này. Trận này ít zombie quá anh em ạ. Bắn không đã rồi. Vâng, cầm 3Z một đống đạn, bắn chứ được bao nhiêu.
Lên đấy. Ơ kìa, thằng này lên không lên còn nhấp nhô đó. Úi dồi ôi, mỡ đấy mà húp nhá, không dễ đâu. Hết giờ rồi. Ok. Vâng, trận này có đúng hai con zombie. Tôi cứ hình miết à. Không biết thằng Tơ nó chơi kiểu gì, nó chả cao được thằng nào nhỉ. Trong khi bọn kia rất là hứng chói à. Ai sẽ là người làm zombie đây? Ai? Ai? Úi dồi, đéo phải à. Rồi, thùng hàng thất thủ rồi. Trận này có vẻ Tơ có ích hơn rồi. Úi dồi ôi, nhà mình đổi nghề sang bán táo nhá. Này thì nấp này. Úi dồi ôi, đứng im như thế này thì làm sao mày xoắn. Này thì nhìn này, mà cứ táo thôi. Cái định mệnh, cái thằng hủy diệt nó chơi kiểu gì như hết vậy. Bay lên bay xuống như siêu nhân vậy. À đổi hướng này, đổi hướng này, tự nhiên lưng hòa tình. Bên này, bên này, trời ơi. Bị mệnh thiên nhiên Tơ phát hiện ra chỗ làm ăn bẩn rồi, chạy thôi. Chúng ta hãy tìm miền đất hứa và mút kill tiếp nào. Miền đất hứa thì chắc chắn là chỗ cao nhất của Hoàng Lăng rồi. Còn lên đây thì mút kill khỏi phải bàn. Đấy. Vâng. Tiếp tục mút nè. Chạy này. Vâng, tuy không được bút đam như trước nữa, nhưng cứ tầm 2 viên là chết một bé thôi cũng được. Headshot thì tầm 1 viên. Này thì chạy này. Úi dồi ôi, sao cứ 1 viên 1 bé thế này. Úi dồi ôi, cái gì đấy? Đang phê kill. Bọn này nó quyết tâm, nó không tha cho mình nha em ạ. Chạy rồi. Úi dồi ôi, cái gì bay như chim vậy. Rồi thôi xong rồi. Bây giờ sẽ là tình huống 1v7. Vâng, tầm này thì mình tao chấp hết. Không ăn tất, ăn cả đất xung quanh. Rồi thôi xong rồi. Úi dồi ôi, mực fake đông thế. Toàn mực fake thôi. Y tá nữa. Cái này thì y tá này. Úi dồi ôi, hủy diệt. Vâng thôi, nhìn thấy cái mặt hủy diệt thì tốt nhất nên né chúng nó ra. Úi dồi ôi, cái gì đấy? Sao chết hết thế này? Sao lại chết hết thế này? Tí nữa là nó chết mà nó rồi. Phí thế. Chỉ cần 1 giây nữa thôi. Một mả đạn nằm ngay trước mặt, hủy diệt luôn rồi. 3Z thủ dâm gớm. Rồi ôi. Vâng, thẩm du là nghề của mình. Vâng, thẩm du mà đã là nghề của mình thì phải gớm cơ. Thôi chúng ta nên ngoảnh mặt làm ngơ. Vâng, kế hoạch hóa dân số, đất chật người đông. Gì vậy? Úi dồi ôi, hôm nay mình cứ bắn hết shot hoài thế này. Úi dồi ôi, nhấp nháy rồi kìa. Này thì chạy đâu cho nó thoát. Tí nữa thì bị KS rồi. Úi dồi ôi, cái gì vậy? Thôi xong rồi, hero nhanh thế. Úi dồi ôi, cái bản mặt của thằng Tơ. Cái định mệnh. Úi dồi ôi, gắt vậy. Bay như chim ý. Lầy thì ăn tao à. Dễ vậy à. Con lợn này. Chạy đâu? Chạy đâu cho nó thoát. Lầy thì chạy đâu. Vỡ mặt thằng Tơ luôn. Bên này. Úi dồi ôi, hủy diệt đông thế. Úi dồi ôi. Lầy thì đông này. Đông này toàn nhấp nháy thôi. Mực fake này. Ơ kìa. Úi dồi ôi, yếu thì đi núp đi. Ra đây làm gì. Rồi.
Còn hai thằng hủy diệt. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Bới hết vào đây. Chạy đi đâu ấy? Nãy hổ báo lắm cơ mà. Này chạy này. Ok, mình sẽ kết thúc clip tại đây nha.